Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 đã ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm gần 164 ha trên tổng số gần 187 ha trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã rà soát, quy chủ. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư gần 150 ha, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trên 740 tỷ đồng. Hiện dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắc như thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư do một số thửa đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ. Một số thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Sau khi nghe các sở ngành địa phương báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 4, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện tiến hành kiểm tra việc lập quy hoạch chi tiết, công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Trong phạm vi thực hiện dự án có nhiều thửa đất nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, việc này là việc của huyện. Khó khăn vướng mắc trước hết huyện phải chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp. Còn cái gì vượt thẩm quyền, gửi văn bản đến Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn, giao Sở Xây dựng kiểm tra cái tiến độ xác định vị trí tái định cư, nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang, trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo tổ công tác, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo ban chỉ đạo trước ngày thứ năm tuần sau, là giao Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với trạm thực nghiệm của Khoái Châu và Văn Giang. Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, kể cả đất dự trữ đường sắt, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm. Các huyện có dự án đi qua, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất phải thu hồi trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.